Với chủ đích ban đầu là trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện, Nguyễn Ngọc Trí, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam, đã dùng hung khí khống chế nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 9, Nguyễn Ngọc Trí đi bộ đến nhà bà Vũ Thị Thảo, 35 tuổi, ở ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, thì thấy cửa khóa. Nghĩ rằng không có ai trông coi nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Trí vòng ra phía sau nhà bà Thảo, trèo rào vào nhà. Khi vào bên trong, phát hiện thấy chỉ có cháu Tê 13 tuổi là con gái bà Thảo, đang ngồi chơi trong phòng ăn, tay cầm chiếc điện thoại di động hiệu Oppo F1S. Trí nảy sinh ý định khống chế cháu Tê để chiếm đoạt chiếc điện thoại. Sau khi mang khẩu trang vào để tránh bị phát hiện, đối tượng vào trong bếp lấy một con dao Thái Lan đến chỗ cháu Tê, dùng dao khống chế, đe dọa để lấy điện thoại. Cháu Tê đã lợi dụng sơ hở của đối tượng, vùng chạy ra ngoài rồi tri hô, khiến Trí hoảng sợ, vứt dao áo khoác lại rồi chạy về nhà. Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình bà Thảo, cùng những thông tin do bị hại cung cấp, cơ quan công an đã mời Nguyễn Ngọc Trí về làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.